tìm hiểu và nhận biết các loại hoa quen thuộc phần 1. Hoa gì đây? Hoa gì đây? Hoa hồng. Hoa hồng. Tên tiếng Anh đọc là Rose. Rose. Hoa gì đây? Hoa cúc. Hoa cúc. Tên tiếng Anh đọc là Daisy Daisy Hoa gì đây <laughs> Hoa phong lan Hoa phong lan tên tiếng anh đọc là Orchid Orchid hoa gì đây hoa oải hương hoa oải hương tên tiếng anh đọc là lavender lavender hoa gì đây Hoa sen. Hoa sen. Tên tiếng Anh đọc là Lotus. Lotus. Hoa gì đây? Hoa hướng dương hoa hướng dương tên tiếng anh đọc là sunflower sunflower hoa gì đây hoa mẫu đơn hoa mẫu đơn Tên tiếng Anh đọc là peony. Peony. Hoa gì đây? Hoa nhài. Hoa nhài. Tên tiếng Anh đọc là Jasmine. Jasmine. Hoa gì đây? <laughs> Hoa loa kèn. Hoa loa kèn. Tên tiếng Anh đọc là Lily lily hoa gì đây hoa cẩm chướng hoa cẩm chướng tên tiếng anh đọc là carnation carnation